Anh chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với Crazy Grab 3.0. Sau tập trước thì what the fuck chứ. Ok, mình đã có đắp lại mấy cái tường này tí này. Thôi tập trước chúng ta đã có thể bung được, mình cũng đắp cái tại sao có thể bung được nữa. Quay. Full rồi. Ủa chứ full mà. Sao mấy cái quả này không rơi xuống được nhỉ? Đúng rồi, rất là nhiều cái nó đã full. Oh my god, full sớm thế. Mình nghĩ còn phải tích trữ thêm một thời gian dài nữa cơ. Oh jeez, why? Thôi kệ. Oh my god, no no no. dễ rồi, mình thường nó bắn là cái gì. Fuck off. Vâng, full chính là cái này đây. Ôi giời ơi, rác này. Ui, nốt đây. Wow. Ok, thì mình định xuống Ender Dragon. Cái thế giới Ender Dragon thêm một tí nữa. Tại vì ok, Liberty Boss gì đây? Obsidian World. Lâu rồi mình không xài Illuminati Boss. Illuminati Pet. Nhưng mà Pet. Và dấp yep, nó còn phải đi xuống dưới. Cái từ hôm bữa mình trước tập trước mình đã bị không biết bị cái khỉ gì hết mà mình có thể lấy được rất là nhiều cái kiếm Big Beta rồi mình làm lại cho nó thành mới luôn một cái. Nên mình sẽ check in lại xem là ok. Dấp yep, what the hell, mình lấy gì đây? Đeo rồi. Cái này là lưỡi rìa bé xíu. Ồ hết lưỡi dao bé xíu thì tên lưỡi rìa bé xíu thôi. Cây lọ vừa lơ. Thôi chúng ta cùng đi xuống thế giới. Ok, từ từ. Ok, đây rồi. Dập Dragon. Yeah, yeah. What the fuck. Trên đây. Yo, tôi như kiếm Batman thì giết rồi kiếm đồ. Rất nhiều việc để làm. Ok, Batman. Ở đây rất là nhiều anh rồi. Đấy, đấy từ từ nó to lên. Gớm vai. Chết đi. Chết đi. Mày thì chết ra ngoài luôn đi. Xem nó có gì nào, rồi nào. Im cái lỗ mồm vào. Ủa cái này hay là lạ này. Còn bao nhiêu thì không cần rồi. Làm cái nồi chứ làm. Ai cần. Ok. Yep. Bài hit ra bài thuốc thẳng ai luôn. Cái nồi thiệt. Chết. Easy. Easy bang. Yup. Tôi cứ vào tôi cứ đi. Loki Red Hood à. Red Hood Legend. Ngon. Spy Microwave. Microwave hình như là cái Jungle Seed Bag. Đây là gì đây? Spider-Man. Gì? Cái này, cái này lại lõm mà sao nó xoắn. Batman chết. Mình rất thích Batman nha, một biểu tượng kiểu như cho game. Mình khá là thích Batman. Batman ép góc qua đuôi cùng và đây đã chết. Easy. Iron Man. Ok, mắt 13. Easy.
Easy ladle. Oh, nice. Cái này không cần này, cái này không cần này. Vứt đi. Oh, iron chest. Yeah, mình sẽ lấy. Easy ladle. Oh, bad. Inventory bad. Yeah. Double chest bad. Okay. Cái đèn mới nhìn khá là hay. Khùng không mày? Chết sớm hả mày? Chết sớm hả? À mấy con này. Ok chết. Lên ba con luôn. Easy game. Chết. Một con. Hai con. Ba con nấp đây chi thêm, em cũng chết mà. Bốn con. Ok. Bính mở đây. Good bad logo. Mark ba. Wow. Stone nấp. Không thích cái đấy. Bad logo các kiểu. Ôi giời. Phê cần vai rồi. Làm vứt. Ok. Tiếp mấy con nãy giết nắm đâu ta. Đâu rồi, em đâu rồi. Đây. Này là anh men à. Pink Armor helmet. Không biết. Ê. What? Red Awa Stone. Lạ đấy. Ok. Nó giết tới 3-4 con mà ta. Đâu hết rồi, đây. Vút ra. Oh. Serious. Yeah, that's right. Crystal chest. Ghost block. Thật ra cái này không phải, nó không có ghi ghost block. Nhưng mà mình biết đây là ghost block. Cái này là cái gì đây? Sữa. Hiện tượng gì xảy ra? Hiện tượng gì xảy ra? Không có gì hết. Glow chap à? Glow chap. Không biết. Không để ý tới những cái này. Power armor. Đồ đâu nữa nha? Nãy giết mấy con mà. Đâu rồi? Trả đồ bố đây, mày ăn đồ của bố mày rồi à? Chết nha. Ôi con này là chết chùm với con kia luôn. Con kia. Ôi giời, sao mày bay xa thế? Chết chùm nữa là niềm hãnh diện cho tụi bay. Cho tụi bay chết chùm là tụi bay phải cảm ơn anh, thấy không? Nó còn chết riêng lẻ thì sau này anh em hỏi tụ nó lâu. Ok. Stewart Boot. Rất là nhiều Spider-Man. Yes. What the fuck? Cái này là cái gì đây? Không biết. Vô danh. Ok. Fancy. Nope. Fancy. Này là gì đây? Cái này cái làm rồi con khỉ gì? Và nó không làm được gì hết. Vứt. Aqua Stone. Vút play. Keep. Die bitch. Được rồi. Yes. Nói nhiều vừa lần. Ok đây có gì hot. Chúng ta. Để xem nào. Nightwing gì? Nightwing gì gió đêm gì đó, ai biết. Thằng này cũng a đờ mơ mày. Ok tạm thời bay vào lấy đi. Black Iron Legging, cái này bỏ. Oh good, này để lại. Iron Tang Velour đồ. Đâu rồi?
Đây, đây, con này là con bố láo này, bố láo mà kiểu nó không nói gì hết, cái bố láo, quất chết con ngựa nó luôn. Chết, 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 chỉ cần nó die, die. Oh, có mấy cái đồ mới. Để xem nào, check in, check in, check in. Snow không cần. Cái này là gì vậy? What the fuck? Cây frame. Rose walk, đam thấp vải, wood. Weak silver. Weak silver là của con nào ta? Weak silver. Oh my god, lag. Quick. Quick silver là con tàu cửa đâu đây? Con này không biết. Thôi cứ để lại đi. Con nào mất. Ai da, ai da, ai da, ai da. Chết này. Si da, ôi. Ý. Thế cái gân này nè. Lâu rồi mình mới lấy lại cây gân này. Được rồi. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Boom. Đâu. Mày. Mày. Chết. Chết, chết, oh my god. Triple kill, triple kill. Ok, quay về thế giới của mình nào. Chết, chết. Ủa chết rồi, cái Lobet bị văng đâu rồi? Lobet. Holy shit, văng lộn đâu rồi? Chết người, chết người, chết người. Văng lộn là không, không có đường về đâu. Oh my god. Ây da. Biến. Mình đây không có clo bét mệt bố láo với nào. À. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Goodbye. Sucker. Good. À, lagging, không cần. Oh, Spider-Man nữa. Oh, mắc 10 này. Spider-Man này. Ok, đây. Vứt. Liminal block. Liminal block gì ai biết. Cái này, cái này. Nhưng mà quan trọng bây giờ là cái Iron Pet đâu. Cái con kia đâu rồi. Ê, đi rồi. Ý ý, Clovet của bé, Clovet của bé, đây rồi, yeah yeah yeah. Ok vậy thôi. Về nhà còn làm gì việc nữa. Holy motherfucker. Holy shit. Tôi bay ra đây chi vậy? And the dragon hay nay mắc vậy? Holy, holy shit! Tôi về, về, về. Oh my god, lag, lag, lag. Five FPS, 8 FPS, 10, 13. Ok, khoe này hồi phục rồi. Say goodbye. What the fuck? Chỗ này chỗ mình mới rồi, mình mới xuất hiện là trên chỗ này mà. Từ này chơi tiếp, chơi thêm cái này nữa. Pew! Goodbye, dude, see you later. Enter Dragon, nope, home. Về nhà. Hello, chào mừng mọi người. Chúng ta cũng phải đi ngủ. Oh my god, sắp xếp gì kinh thế. Ok, sau công mưa trời đã sáng nào. Mình sẽ lấy cái Iron Chest lên, đặt ở đây cho con này. Và
đây, lên cái này. Ok, cái này đã hơi bị đầy rồi. Oh, được, quá trời là đồ Superman, superhero các kiểu luôn. Xin qua là. The hell? What did happen? Ok. That. The fuck? Đây. Đặt kỳ vậy. Kỳ vậy nha. Đồ ấy. Đồ chỉ bị lag à? Ok ok. Ở đây xem nào. Đâu rồi? Crystal. Đây. Cái này gì? Bánh nè, bánh kẹo, bánh kẹo. Đỏ heo. Oh, what the fuck? Cái này thì chắc là đặt ở đây à? Oh, no no no. Pha pha pha. Cái này phải đặt ở đây. Có vẻ ổn. 5, 6, 7, 8, 9 gì đây, ok. Đây, quá trời đồ ngon luôn. Anh em thấy chưa? Tôi mới đi tìm một tí là đồ ngon không mà. Kinh thiệt, kinh dị mỹ thiệt. Game giải trí kinh dị mỹ. Ok. 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 Thôi ra bỏ quăng vào đây hết rồi. Lên lại nào. Flashlight đây. Đây. Mình mới cài lại win nên là có thể sẽ xảy ra một vài lỗi trong cái map này. Mình một thằng khá là rảnh khi mà cài lại win. Liên tục cài lại win. Xem chúng ta đã có được cái đồ là mát này. Ê, chúng ta xem cái này là mang tới đâu rồi. Oh my god. Là chuẩn bị làm đồ Superman hai anh em ơi. Chuẩn bị làm Superman. Superman. Rất là ngon. Ôi rồi, đồ đẹp. Đồ đang xinh đó là nhanh chóng à. Nhanh chóng hay không? Ok. Táo quên vào đây. Gây gân. Holy motherfucker. Đây là như này. Oh đột. Holy shit đột. Giờ sao băng vô ta? hay chưa. Ở lại vô đây còn vài thứ mình cần phải vứt vào luôn cái bên kia. Yeah, có nhiều bạn kêu mình đánh Mozilla đi, từ mình đánh mà nên cố gắng làm mấy cái này nè. Sẽ coi Superman. Chú ý là cần làm cái này này, mình cần bao nhiêu? 3, 5, 8, 10 10 trong block là không có một cái Red Diamond O đúng không? Red Diamond Block có một cái. Mấy cây này chuẩn bị chặt luôn đi là vừa, mình không biết là nên để cấp số nhân cái gì đó nữa. Tại vì phế à, cho nó phế à. Dưới đây. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Yeah. Ok, 14. Cái đây 15. Thêm kiểu 10 cái. Đủ rồi đấy.
Superman, Superman. Cái clone này thì ok, Whoop, you lapid lui. Ok, one more. Cái này thì cho như có sử dụng cái easy mà. Mình có red rồi này. Gì này? Để xem này. Red glow 2. Ok. Mình có cần 2 red glow rồi. Blue. Blue là cần bao nhiêu nhỉ? 2 4 4 4 4. 4 cái. 1 2 3 4. 4 cái. Ra lên làm cái string. Có nhiều bạn kêu là Red Diamond Block. Các bạn nhớ kỹ này, mình ấn Shift. Nó ghi là No Enchant Energy Value. Có nghĩa các bạn phải xem tới đây. Các bạn phải biết nó không có nào mà bỏ vào cái bài phép thuật được để mà cấp số nhân được. Các bạn cứ kêu là anh làm Chicken Chest đi, Chicken Chest không có mà làm. Các bạn phải biết chứ, các bạn cứ kêu là anh ơi làm Chicken Chest đi. What the fuck, Chicken Chest có đâu mà làm. Làm thì mình cũng làm lâu rồi. Tại vì kiểu như là cái này nó muốn làm theo kiểu là không có những cái kiểu mà gian lận này nọ, nên nó không có cho làm nữa. Thế thôi. Nigga. Bên red glow, blue glow, easy. Mình còn 2 3 5 5 9 9 9 11. Ok, 9 11 9 11 easy. Blue glow là 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bingo. Đầu tiên là cần làm cái này nữa. Hai cái yellow nữa hả? Yeah. Ok, không có ở đây rồi. Cái này. Easy ngay. Bảo mất tiêu rồi. Lâu quá nó mất tiêu rồi. Đây. Dễ dàng ngay em mà. Yellow. Ok được. Dễ dàng, easy. Làm ăn sao rồi anh em ơi? Làm ăn sắm nhăn sao rồi? Đấy, nhìn cũng khá là chất. Xưa nay xem phát. Ôi rồi. Thế này thì sao phải xoắn. Còn nguyên hàng dài Red Diamond Block ngay đây luôn. Mình đúng một thằng này ông công phu. Thằng nghĩ ra công phu. Ok. Yellow là cần 4 cái không? 3, 4 này. Mình sẽ grab ngay đây luôn. Thế này. Ấy. Ấy, đây. 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 Ba mình cần 2 là đủ. Ôi thế cầm 2 là đủ rồi. Superman 4 này. 4 không? 7. 7 2 9. 4 7 với 2 9 ra đó đó rồi. Yeah. 3 với 4. Ok, Nether Star như có trong đây luôn. Nether. Ok. Lên grab một phát là xong ngay. Cái này mình sẽ đặt ngang thế này, cái này hai bên vàng là đây và đây. Oh yeah, Superman logo. Ấy nhầm, sorry. Thế này và đỏ hai bên. Superman. Cái này để xuống và Superman thì các bạn tiện lợi các bạn không cần phải làm đầu.
Okay. Yeah. Yeah. Superman. Superman, dude. Superman, dude. 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 Okay. Bam, 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 bam. Oh! My name is Jimmy Superman! That's right, bitch! Oh, holy mother. Oh my god. Oh my god. Wow! Holy crap! Okay, giờ mới tính cái giai đoạn chính nè. Control. Cái này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Hai không có gì hot. 3. Holy. Bột đèn từ mắt bắn ra. Chết đi. Boom. Holy shit. Kìa phải ra bên kia không được. Ok. Hóa băng đi em, nhìn này, nhìn hóa băng này. Holy smoke. Uầy. Ôi, nhìn này. Không mày. Chết. Easy. Cái này. Mình test lại số 4, số 5. Số 6 là cái gì vậy? Số 6 là lúc nào đây? Tính ta 1 và 2. 1 là 3, 2 ok. 4 là số 8. Gió à? Đâu có gì xảy ra. Thử vào đứng cái con slam này xem nào. Ơi nó hất tung ra. Ôi nó tung ra đúng không? Ôi. Ấy. Ngon. Để xem nào. Reset. Reset luôn. Ôi cái này số 2 đúng rồi. Số 1 này 4, số 2 là 5, số 3 là 6, số 4 là 7, số 7 là 8. Tính là 9. Ok. Ây da, trời này lầy ta. Bắn solo mày, solo cái mắt. Ôi giời, bắn dính luôn. Tàu cửa này. Ok, đóng băng. Cái bốn là gì? Holy shit. Cái này bộ con này bay nó khá là cao. 6 là gì?
kiểu như là bây giờ thay vì mình bay thẳng xuống một dèo như này đấy, thì nó xấu khi mà các bạn mình bay xuống này như này. Thả trôi mênh mông. Ok, lộn rồi. Input, output. Chết. Ok, miễn gà. Ok. Về nhà. Ê, khoan. Chơi lại con này. Đẩy, đây, đây, đây. Biến, biến. Không vào đây được luôn. Ok. Thả nhẹ nhàng nào. Thả nhẹ nhàng. Ok. Nhất và nếu các bạn thích video thì nút like, bởi vì Superman phải đi cứu thế giới. Đây không liên quan gì nhau cả. Thì bây giờ mình là Superman. Nhưng mà như kỹ này, cái áo này nhá. Ấy. Rất là giống nhau đúng không? Ok. Ok, mình phải đi cứu thế giới, và nếu các bạn thích video thì nút like, và mình sẽ hẹn các bạn vào phần sau. Ok, Superman is very very cool. Hello các bạn. Yeah.